Đây các bác nhé, LS400 này của em là bị chuột vào cắn này, chuột nó vào cắn này, đây nghiêng nghiêng cho anh em nhìn rõ này, nó cắn mất một cái miếng gân ở đây nên là phải vá vào này. Có anh em bảo em thay gân nhưng mà em sẽ không thay gân đâu, em để nguyên bản như này, em nghĩ vá này nó không ảnh hưởng gì, không ảnh hưởng gì mấy, nó nói không là không đúng nhưng mà ảnh hưởng nó không đáng kể, hơn là mình thay gân đi, nhìn nó rất là xấu. Hôm trước nó cắn cả cái dâu này, thì cái dâu này là em mang đi làm lại các bác nhá, để cho thợ hàn lại dâu này, đấy, hàn lại dâu. Nói chung là quả này là vẫn ổn các bác nhá, xúc mà súp lấy xù rất là hiếm, còn được quả LS400 này là quá là ok luôn. Em hôm trước em nhìn em cứ nghĩ là nó bị sao đó, nhưng mà thật là may mắn là nó nguyên bản, chỉ bị chuột cắn đứt dâu thôi. Còn nếu cái trường hợp mà nó cháy côn thì nó chả liên quan gì đến cái dâu này các bạn. Ok, cảm ơn các bác đã theo dõi nhé. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ với em theo số 0962 229226.